Chào mừng các bạn đã đến với kênh Nghe Để Biết. Sau đây là nội dung chi tiết. Vụ đánh bạc nghìn tỷ bắt Chánh Thanh tra Bộ Thông tin Truyền thông. Ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, vừa bị Công an tỉnh Phú Thọ bắt giam vì liên quan đến đường dây đánh bạc nghìn tỷ do hai cựu tướng công an bảo kê. Ngày 25 tháng 4, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã tiến hành khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Đặng Anh Tuấn, Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ. Theo cơ quan điều tra, ông Tuấn bị bắt có liên quan đến công tác điều tra giai đoạn 2 vụ án Nguyễn Văn Dương, Phan Xảo Nam và đồng phạm phạm tội sử dụng mạng Internet thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản, tổ chức đánh bạc, mua bán trái phép hóa đơn, rửa tiền và lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Phú Thọ và một số tỉnh thành. Bị can Đặng Anh Tuấn, sinh năm 1970, trú tại phòng 1405, nhà 34T, khu đô thị Trung Hòa, Nhân Chính, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, hiện là Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, quy định tại Điều 356 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Hành vi phạm tội của Đặng Anh Tuấn được cơ quan điều tra xác định như sau. Tháng 10 năm 2016, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông ký quyết định số 1718 thành lập đoàn kiểm tra thực hiện kiểm tra, xác minh việc chấp hành quy định về quản lý và sử dụng tài nguyên Internet tại một số doanh nghiệp cung cấp dịch vụ Internet. Quá trình kiểm tra, đoàn kiểm tra phát hiện thông tin công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư phát triển an ninh công nghệ cao do Nguyễn Văn Dương điều hành đang hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến trên mạng Internet bằng hình thức game bài Tip Club. Đoàn kiểm tra đã đề xuất biện pháp xử lý. Tuy nhiên, Đặng Anh Tuấn đã lợi dụng chức vụ là Chánh Thanh tra Bộ Thông tin và Truyền thông, không tham mưu để Bộ trưởng chỉ đạo xử lý theo đề xuất của đoàn kiểm tra. Mặc dù không phải là thành viên đoàn kiểm tra, nhưng vì ý thức chủ quan của cá nhân, Đặng Anh Tuấn đã ký phiếu trình số 63 ngày 8 tháng 6 năm 2017 đề xuất Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông cho dừng hoạt động của đoàn kiểm tra mà không có kết luận xử lý, dẫn đến hoạt động của game bài Tip Club không được ngăn chặn xử lý kịp thời, để các đối tượng tiếp tục phạm tội trong thời gian dài, thu lời bất chính đặc biệt lớn, gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng, ảnh hưởng đến uy tín, danh dự, lợi ích vật chất của nhà nước và gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến trật tự xã hội, gây dư luận xấu trong nhân dân. Hiện nay, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đang tiến hành các biện pháp điều tra mở rộng vụ án, thu thập tài liệu, củng cố chứng cứ, sớm đưa các đối tượng ra truy tố trước pháp luật. Cùng ngày, Cơ quan An ninh Điều tra Công an tỉnh Phú Thọ đã thi hành lệnh khám xét đối với chỗ ở và nơi làm việc của Đặng Anh Tuấn. Các bạn nhớ đăng ký kênh Nghe Để Biết để cập nhật những tin tức mới nhất.